khoản hàng, trả đặt check trả đặt check của giới trẻ giáo hạt giáo phận, trả đặt check ra trả đặt check của giới trẻ giáo hạt cùng toàn thể quý cha cố quý cha. Thật là vinh dự cho giáo xứ trung thành chúng con được ban giới trẻ của giáo hạt tin tưởng trao cho chúng con. Năm tới chúng con sẽ được tổ chức mừng lễ quan thầy tại giáo xứ trung thành. Trước hết bà con xin được chúc mừng cho cha xứ cũng như là tất cả ban hành giáo, toàn thể giáo xứ, đặc biệt các bạn trẻ của giáo xứ Phạm Liên. Thánh Hạ Lê Phú Yên đã ở với các bạn, ở với cha xứ và toàn thể cộng đoàn suốt một năm qua. Chắc chắn Ngài đã bầu cử nhiều ơn lành cho giáo xứ Phạm Liên. Và giữ nhìn cái công việc tổ chức của các bạn ngày hôm nay đã đủ để chúng ta nói lên ơn Chúa qua lời bầu cử của Thánh Hạ Lê Phú Yên đến với giáo xứ của chúng ta như thế nào. Và chúng con xin được cảm ơn ban giáo lý, ban giới trẻ của giáo hạt, cũng như là cảm ơn cha xứ Phạm Ly cùng toàn thể cộng đoàn đã cho chúng con ngày hôm nay có cơ hội để được đón Thánh Hạ Lê Phú Yên về với giáo xứ trung thành ở với chúng con trong năm nay. Và chúng con hy vọng rằng với lời bầu cử của Thánh Hạ Lê Phú Yên, chúng con sẽ được dồi dào ơn Chúa ở giới trẻ của chúng con mỗi ngày một tốt đẹp, một hăng say hơn. Và với tư cách là chủ nhà của lễ bổn mạc năm tới, xin được kính mời tất cả các bạn trẻ của giáo hạt Cồn Vương cùng với toàn thể các quý cha cùng cộng đồng các giáo xứ hàng năm tới chúng ta sẽ được tề tựu lên giáo xứ trung thành để chúng tôi đón tiếp. Xin hết lòng cảm ơn quý cha cùng toàn thể. Mời các bạn đứa trẻ hướng tâm con nhỏ vây cô nạn về đất hướng tâm. Rồi trước khi kết thúc xin nhắc các bạn đứa trẻ là cùng hòa đồng với bản nhạc vũ điệu của giáo sư Trung Thành giáo quan thầy và chờ cho tượng quan thầy được rước xuống hết thì các bạn đứa trẻ chúng ta mới ra về, không ai ra về trước tượng quan thầy. Và kính mời quý cha và đoàn đứng. Lời sau chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Và giờ đây xin mời tất cả các bạn trẻ, chúng ta cùng với các bạn giới trẻ của giáo xứ Phạm Thị và Trung Thành, chúng ta cùng vũ lên vũ khúc của bài chủ đề đại hội giới trẻ lần thứ 19 tại trụ tổ chức tại giáo phận Bùi Chu. Hãy về với thân nhân. Giống đất tin sao trên xin cho bà hãy về với thân nhân. Và xin các bạn trẻ ơi, và chúng ta hãy vỗ một mà ngũ điệu hãy về với thân. Yeah. Và xin tính nhạc. I'm not afraid.
Chúc ngày hội đứa trẻ ra thuộc phương năm 2019. Bắt đầu chương trình đại diện các bạn giới trẻ chúng ta hãy giữ trong tâm hồn và đặt tin rằng là ngày trong cuộc sống của chúng ta vừa đặt với tên gọi Giêsu những người trong giới đã chân quý nhân. Chúng ta biết rất kỹ năng để tình yêu và thiên chúa dành cho mỗi người chúng ta biết tất nhiên đời của thân phận trong đời khi theo chỉ huy Giêsu của tôi cho đến chết. Thế là xe của cha thánh sứ đi sau xe chân phước anh về vui.